Mình có đứa em gái cũng làm chuyện, kênh cũng có nhiều chuyện hay lắm. Mình để kênh dưới phần mô tả và ghi bình luận nhé. Tiếp chương 192 đến chương 194, tiếp phần trước. Lục Phong, chẳng phải anh nói anh đi cùng một người bạn là nam sao, sao giờ lại thế này? Lục Phong đổ mồ hôi ú ớ không biết giải thích sao. Tuyết Vũ nghĩ, anh ấy hứa sẽ không lừa mình nữa mà. Đường mộng vội lên tiếng, hôm nay là buổi tiệc của gia tộc, phút chót tôi nhờ Lục Phong làm chút chuyện, cô kỳ đừng hiểu nhầm. Không sao đâu, tôi là tới chào hỏi đường lão ra thôi. Đường Du giới thiệu, ba, đây là Kỳ Tuyết Vũ, đang đương nhiệm tổng giám đốc thai kỳ Nhạc Sơn của tập đoàn Kỳ Thị, cô ta có hợp tác làm ăn với Đường gia ta. Đường lão ra bắt tay, hậu sinh khả úy, mau mau tiếp đãi. Cảm ơn, tôi mới nhận chức chưa lâu cần phải học hỏi nhiều, cũng thành tâm muốn được hợp tác với Đường gia. Hôm nay tới chào hỏi, đây là một chút tâm ý của tôi. Đường lão xem thì thấy, hô trà thượng hạng, bảo chuyện hợp tác cô cứ bàn với Đường Du, trước đó thì ở lại dùng bữa đã. Đường lão gia thích là tốt rồi, nhưng mà công ty còn nhiều việc, tôi không làm phiền thêm nữa. Tuyết Vũ, em nghe anh giải thích, không có gì cần phải giải thích cả, anh nói gì thì là cái đó. Tuyết Vũ, em chờ đã, công ty còn có việc, em sẽ bảo lái xe đưa anh về. Lục Phong nghĩ, chết rồi em ấy tỏa vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra là rất giận. Thiếu thiếu hỏi, anh không đuổi theo sao? Những chuyện này thực ra anh không cần quá để tâm đâu, anh cứ giải thích với chị dâu, chị ấy sẽ hiểu thôi. Đàn ông ấy mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng không thể cưới, Ba tôi ở bên ngoài, tôi biết cũng có hai cô bổ. Lục Phong suy tư, mọi người không hiểu em ấy có ý nghĩa như nào với tôi đâu. Chuyển cảnh tới nhà Tuyết Vũ, "Lục Phong, rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu làm gì?" "Dạ con, đi trả lại nợ ân tình cho bạn. Anh tốt nhất là nói thật, tôi khuyên anh đừng tưởng quen biết mấy người bạn giàu có thì làm mấy trò gian xảo. Tốt nhất là anh nên nghĩ lại, kỳ Tuyết Vũ đối xử với anh như nào, anh nên đối xử với nó ra sao. Ba năm nay, con gái của tôi vẫn luôn bảo vệ anh." bằng không tôi đã bảo hai đứa ly hôn để anh cút đi con biết rồi ạ à, tuyết vũ nhìn thì có vẻ mềm yếu nhưng mà nó dứt khoát hơn ai hết nếu nó không quan tâm đến một tên phế vật như anh thì hai đứa vốn dĩ không đi đến ngày hôm nay đâu chuyển cảnh tới công ty kỳ thị nhã lâm gọi tổng giám đốc kỷ chị tỉnh dậy đi sao tôi lại ngủ quên mất ở công ty thế này nhã lâm nói có thể là chị mệt quá đấy không thể cái gì cũng tự tay làm được tuyết vũ cầm sấp hồ sơ lên bây giờ kỳ thị thiếu nhân lực làm được việc giám đốc kỷ lục phong bảo tôi đưa chị ít đồ còn nhắn chị nhất định phải giữ gìn sức khỏe tuyết vũ thở dài bảo cứ để đó đi vậy em đi trước đây nhã lâm ra ngoài tuyết vũ cầm cái túi tức giận mình không thèm những thứ này mình phải xem bên trong rốt cuộc là gì cái tên này sao cứ dùng mấy trò này chuyển cảnh tới công ty bất động sản phong vũ lão lưu nói người lục gia đã bỏ rơi cổ minh trí rồi nhưng sẽ lập tức phái người qua thâm nhập vào chúng ta tôi biết phong cách làm việc của tổng bộ lục gia vẫn luôn âm hiểm như vậy lão lưu nói tiếp nếu công ty bị tổng bộ lục gia cài người vào vậy kế hoạch cũng sẽ bị phát hiện tới lúc đó cậu sẽ vô cùng nguy hiểm không sao những năm này cũng không đâu ít người muốn tôi chết hay là cậu trực tiếp công khai thân phận là người thừa kế của lục gia như vậy độ bại lộ sẽ càng cao bọn họ sẽ không dám tùy ý ra tay với cậu với lại người nhà họ kỳ sẽ không dám coi thường cậu nữa những người trước đó nhìn cậu không vừa mắt sẽ cũng không dám bất kính quy phục cậu lão lưu tôi biết ông rất lo cho tôi nhưng có một số chuyện ông không biết rõ ràng vậy lão nô ngu dốt xin cậu chỉ cho nếu giờ công khai thân phận không kể đường ra lý ra mà cả đất giang nam này sẽ kính trọng tôi nhưng bọn họ kính ai thứ bọn họ kính trọng thực sự là lục gia sau lưng tôi mà không phải vì bản thân lục phong này giả sử về sau tôi coi họ như thế lực của mình đối phó lục gia bọn họ dám không chứ lão nô chưa từng nghĩ đến chuyện này tóm lại vì phong thiếu lão nô có chết cũng không từ vậy kế hoạch sau băng kia có nên tạm thời ngừng không không sao kế hoạch tiếp tục tiến hành đây cũng là thứ duy nhất có thể khiến tôi chuyển mình à phải rồi lão lưu nếu bị con gái hiểu nhầm thì tôi nên giải thích nó như thế nào cậu với vợ lại cãi nhau à ừ đã tặng kẹo rồi nhưng mà cô ấy hẳn là không muốn để ý đến tôi lắm thực ra cô tuyết vũ rất đơn thuần cậu cứ dỗ cho cô ấy vui rồi giải thích rõ ràng là được thế này nhé tôi sẽ đặt khách sạn cho cậu để cậu cho cô ấy một bất ngờ lục phong thấy có hy vọng chăm sự nhờ ông chuyển cảnh đến công ty kỳ thị tổng giám đốc kỷ mấy dự án gần đây của công ty đều do cô mà nên để chúc mừng tôi có chút quà nhỏ mong cô nhận cho cô xem chức vụ quản lý của công ty đã bỏ ngỏ lâu như vậy cô có thể xin lỗi tâm ý của anh tôi nhận nhưng món quà này thì thôi thế này là không công bằng với người khác cô xem xem cô cứ xem đã rồi quyết định tuyết vũ cự tuyệt vô tình làm rơi đồ bên trong da cái gì sao lại nhiều ảnh chụp đàn ông thế tên nhân viên nói đây đều là hàng thượng đẳng tổng giám đốc kỷ nếu cô không nhận món quà này Vậy cô mang tiếng kết hôn rồi, còn tìm đàn ông khác cũng đâu hay ho gì đúng không? Anh bị sa thải. Sa thải tôi cũng vô ích. Tới lúc đó mọi người đều cho rằng cô là một người phụ nữ hớ hênh. Lục Phong mở cửa nói, đúng là người như nào làm thế ấy. Giám đốc Vương, hay là ông xem điện thoại của mình đi. Mày, thằng ăn hại như mày đến con vợ mày còn không quản được, mày còn ở đây ồn ào cái gì? Hay ông không dám xem, ông làm gì thì tự mình biết chứ hả? Giám đốc Vương quỳ xuống, xin anh tha cho tôi, tôi say rượu nhất thời hồ đồ, tôi thật sự không muốn đi cùng mấy cô đó. Tự bản thân thú nhận đi, sau đó cút khỏi công ty kỳ thị, bằng không, ảnh sẽ được gửi đến tin nhắn của mọi người. Vâng, tôi tự thú. Tuyết Vũ hỏi, sao anh lại đến? Thì qua thăm bà xã đại nhân, không được sao. Tuyết Vũ nói, đến giờ ăn rồi. Lục Phong hỏi, trưa nay em muốn ăn gì, để anh đi làm. Vậy chúng ta cùng đến nhà ăn công ty đi. Sao cơ, đây là thuận tiện đi làm công tác điều tra à? Em không, em nghĩ chưa đi cùng anh bao giờ, nghĩ lại thì cũng là lần đầu nếu anh không muốn thì chúng ta không đi nữa có em đi cùng cho dùng uống thuốc cũng thấy ngọt sao lại không đồng ý miệng anh bôi mật đó à tuyết vũ vừa đi vừa nói khó khăn lắm mới được ăn bữa cơm công việc lại tới rồi hẳn là dự án hợp tác với đường ra gần đây không sao anh đến nhà ăn trước chờ em tuyết vũ hôn lục phong anh thật tốt tuyết vũ nghe điện thoại vâng được tôi tự mình theo sát chuyển cảnh đến nhà ăn lục phong vô tình va trúng một người hả à, không nhìn thấy sao xin lỗi về sau tôi sẽ chú ý hơn. Lục Phong xếp hàng, Bổng anh vừa va phải lúc nãy trên hàng. Lục Phong nói: Cậu trên hàng đấy. Bạn tôi cùng bộ phận với anh nhỉ? Để tôi đứng trước, không sao. Cô ơi, gói hết tất cả các món lại cho cháu, bỏ vào hộp. Bạn cháu tăng ca, cháu mang cơm cho người ta. Cô bán hàng nói, vẫn còn người xếp hàng sau cậu kìa. Anh ta ấy à? Không cần đâu, vợ anh ta là người đứng đầu công ty kỳ thị của chúng ta, về còn sơn hào hải vị, cơm canh nhà ăn, anh ta ăn không quen đâu nhìn kệ đồ ăn chống không lục phong nghĩ thế thì uống nước trừ cơm vậy cô bán hàng nói thế này thì hay cậu về ăn cơm đi đồ ăn hôm nay bán hết rồi cô ơi còn có gì ăn được không còn có sữa chua thôi không sao hôm nay uống sữa chua công ty làm vậy lục phong nghĩ hắn ta vứt cả hộp cơm đi tao ghét nhất là các loại đàn ông không có năng lực chỉ biết trèo lên giường phụ nữ người kế bên nói loại đàn ông ăn bám như nó hại giám đốc vương mất việc vốn dĩ không xứng ăn cơm nhân viên lục phong túng cổ áo tôi không quan tâm mấy người nhìn tôi thế nào nhưng lãng phí thực phẩm thì thật đáng xấu hổ giả vờ thanh cao mày có tư cách gì chỉ trích tao không có vợ thì mày cũng chỉ là thằng nhân viên quèn tao bỏ tiền ra mua cơm muốn vứt thì vứt ném thì ném rồi cũng không cho loại chó như mày ăn đâu mày hại một người tốt với mọi người xung quanh như giám đốc vương đến nổi thất nghiệp mày còn muốn động tay động chân à có chuyện đó thật sao hèn chi thằng đó hống hách như vậy muốn đánh tao chỗ này nhiều máu này mày phạm tội cố ý làm hại người khác đó Lục Phong vút ve, tôi không cần đánh anh, hay là để sự thật lên tiếng đi. Lục Phong cuối cùng cũng tìm thấy được anh rồi, tổng giám đốc kỳ đã bổ nhiệm anh làm giám đốc rồi. Thanh niên áo trắng chỉ tay về Lục Phong nói, dựa vào đâu một tên phế vật như hắn lại có thể làm giám đốc? Nhã Lâm bực mình quát, thứ nhất tổng giám đốc có thể bổ nhiệm bất kỳ ai lên vị trí của kỳ thị, thứ hai dự án hàng trăm tỷ anh dám nhận không? Có người nói rằng anh làm hỏng đến ba hạng mục rồi, chính là giám đốc Vương đang cố bảo vệ anh. Tên áo trắng tức rời đi, cô cô hãy đợi đó